cái áo khoác màu đen vậy bây giờ nó ướt rồi, nó bị ẩm lắm rồi, mình nên mình không có mặc đó. Với lại một cái ở dưới này là một cái đôi đôi dép tổ ong, đi cái đường sình nên là nữ ra nè, đất nó dính ghê luôn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Bùi Hồ thì làm trong ngành giáo dục đến nay thì cũng đã gần 10 năm. Bùi Hồ dạy là giáo viên dạy tiểu học, thì cũng làm YouTube này cũng gần được một năm nay. Trong gần 10 năm dạy học thì chắc có lẽ là cái ngày hôm nay đáng nhớ nhất với Bùi Hồ. Nhưng mà cái đồng nghiệp của mình thì đi liên quan, còn mình thì phải đi chạy cái đoạn đường như thế này để mà đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn cho cô bác quý anh chị xem. Thật ra thì không, khi mà nhiều người nghĩ thì làm YouTube khá là nhiều tiền và không có vất vả. Cô bác quý anh chị thấy Bùi Hồ mặc cái áo mà một áo thun như thế này là lý do lúc nãy là chạy gặp những cái cơn mưa bất chợt, cơn mưa mây đó, mưa rồi cái ướt luôn cái áo khoác ở bên ngoài, thành nữ ra là mình phải, và nó thấm luôn cái phần cái áo ở bên trong, thành nữ ra là mình phải chạy luôn bỏ cái áo khoác ở ngoài để cho cái áo, phần áo bên trong nó khô đi, do đó mình mới mặc cái áo khoác vào. Vất vả lắm cô bác quý anh chị, không phải là nói để mà than cho cô bác quý anh chị, nhưng mà nói để cho mọi người hiểu khi mà một người thầy giáo đi làm YouTube là như thế nào. Làm YouTube thì có nhiều mảng, có người làm thì nội dung ẩm thực làm ở nhà, nhưng mà Bùi Hồ thì thích chọn cái mảng trải nghiệm với lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Dù sao thì tối về mình cũng cảm thấy mình ngủ mình nó thấy nó an lòng hơn, thấy nó nhẹ nhõm, khi giúp được mọi người thì mình cũng cảm thấy vui đó. Mình cũng cảm thấy trong cuộc sống mình thấy nó thanh thản hơn. Và đây là một cái đoạn đường mà đi vào một cái đường mà để tìm đến một cái hoàn cảnh mà Bùi Hồ cũng chưa đi lần nào, phải vất vả hỏi đường, phải đi từ quê hương là ở Tháp 10 chạy qua đến đây thì nó cũng khoảng hơn trăm cây số chạy bằng xe gắn máy đó. Nên chia sẻ với cô bác với anh chị, coi như đây là hôm nay là một cái thước phim kỷ niệm thôi, để mà mình ghi lại một cái khoảnh khắc ngày 20 tháng 11 đáng nhớ của Bùi Hồ. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là cho cô bác với anh chị thấy luôn cái gương mặt đen thổi lùi của Bùi Hồ đó. Thì có nhiều cô bác với anh chị nói là ôi gương mặt cũng được nhưng mà sao đen quá. Thật ra thì đen thù lùi vậy là một là bẩm sinh là đã đen từ nhỏ rồi đó, đã đen từ nhỏ rồi, còn hai á là đi nắng như thế này bị táp nắng là bị đen. Ở Bùi Hồ muốn quay một cái đoạn đường vắng cho cô bác quý anh chị xem nè, không biết mà còn bao lâu nữa mà cứ hỏi đường mãi ha. Cô ơi, đây vô Kinh Bùi còn xa không cô ạ? Kinh Bùi á. Cô bác với anh chị xem về cái chiếc xe mà gắn bó với mình của hành trình. Đây là cái chiếc xe gắn máy nè. Mình đi thì với một cái áo khoác màu đen vậy bây giờ nó ướt rồi. Nó bị ẩm lắm rồi. Mình nên mình không có mặc. Đó, với lại một cái ở dưới này là một cái đôi dép tổ ong. Đi cái đường sình nên là nữ ra nè, đất nó dính ghê luôn á. Đó, bây giờ chiếc xe của mình nó đi theo mình nó cũng cực khổ ghê. Giờ sình mỗi lần thứ hai á là phải sáng phải rửa sớm mới được đi làm. Nó tại vì nó dơ dữ lắm. Thì rất mong là hôm nay thì cái clip này rất mong là cô bác quý anh chị sẽ luôn đồng hành cùng Bùi Hồ trong thời gian tiếp theo, cũng như là trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn tiếp theo. Rất mong cô bác quý anh chị đồng hành trong cái bước đường của Bùi Hồ làm cái con đường thiện nguyện này. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe dồi dào. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua và thời gian sắp tới.